Sáng ngày 20 tháng 11 trên quốc lộ 1, đoạn qua cầu vượt Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân thành phố Thủ Đức hướng đi quận 12 lại xuất hiện đinh tặc, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Trước tình trạng này, một số người dân dù đang trên đường đi làm đã dừng xe cùng chung tay nhặt đinh ngay khung giờ cao điểm sáng. Đáng nói, một đoạn đường chỉ 400m nhưng trong khoảng 1 giờ đồng hồ, người dân đã nhặt hút được khoảng 2kg đinh. Các mảnh đinh được rải có hình thoi, dẹp, sắc nhọn ở hai đầu. Theo người dân cho biết, loại đinh này khi dính vào gây bể bánh xe thì không thể vá mà phải thay cả ruột lẫn vỏ. Theo ông Phan Đình Hùng, 46 tuổi, hành nghề xe ôm tại khu vực, người thường xuyên tham gia nhặt đinh cho biết, đinh tặc đã xuất hiện thường xuyên trên đoạn đường này. Hầu như sáng nào cũng có người dân di chuyển qua khu vực bị bể bánh, dắt xe. Đều đặn 2-3 ngày, ông Hùng lại dùng vật hút đinh tự chế để xử lý đinh rải trên đường. Lãnh đạo phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức cho biết, lực lượng thường xuyên đi kiểm tra, khắc phục, tuy nhiên đinh tặc vẫn lộng hành. Bên phía phường Linh Xuân cũng phối hợp với lực lượng phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, khu vực giáp ranh để có sự kiểm soát chặt chẽ hơn.